Vâng, chúng ta còn đến với trận thi đấu thứ 5. Đây là Frisian của Gani và Assyrian là quân của Hồng Anh. Một kèo đầu cũng rất hay, 4AC. Đây rồi, quả đầu. Vừa đóng trên này, chuẩn luôn. Nhiều đầu, 7 con. Rất nhiều những cái gỗ gần nhà. Và lợi thế ép đời đang đến với Gani. Lợi thế ép đời thì đang thuộc về Gunny, còn chúng ta vẫn phải cần tìm thấy thêm được những cái gì đó nữa. Ví dụ như đôi voi chẳng hạn, và những cánh rừng đẹp. Và một bài phô tôi nhìn khá quen. Vâng, tôi thì rất hay solo thôi. Vâng, lăm vùng, cắm cọc lăm vùng ở Euro 1. Này, cái nickname là GZ đang khá nhiều bạn. Vâng. Khá nhiều con hàng quen biết đến mình trên Zoom Euro 1. Đây rồi, đúng như những gì dự đoán, đôi voi và cạnh đôi voi là một bầy hươu luôn, bầy hươu 5 con. Có con nào đằng này nữa không? 5 con rồi. Ui. Đây là một bãi quả nữa. Bây giờ cái cần tìm của Annie là dừng dừng có luôn. Hồng Anh ơi là Hồng Anh. Vâng, em đánh cung rất hay. Vâng, em rất tốt. Nhưng mà anh rất tiếc để xem em đỡ một trận thi đấu. Vâng, chém cực phũ của Gunny là như thế nào đây. Các bạn một chút để tôi có thể quay sang up luôn video của những trận thi đấu này lên trang clip chuyenTV.vn. Quay trở lại với trận đấu. Vâng, một chiếc S dường như mặt đẹp là ở phía trên này. Không phải đây. Vâng, thêm một voi mình dành cho Gunny rồi. Tiếp tục là con voi tiếp theo. Đây. Bãi quả phụ chỉ có 5 cây. Thì dường như bãi quả đầu của anh có tới 7 cây. Đời được, vâng, đã kích đời thì anh kích đời 8 phút tròn. Theo dõi, vâng, Gunny chết một dân, còn Hồng Anh thì không. 26 dân của Hồng Anh, do 19%. Dường như Hồng Anh một bài xấu, không nhiều đồ. Và ăn vàng luôn.
Tôi thì bình luận trận thứ hai thì cứ như bình luận viên của trận Manchester City gặp Barca ngày hôm qua rồi. Và tôi là fan cuồng của Gunny, như vậy thì tôi sẽ không ngại ngần gì mà ngồi cổ vũ Gunny cả. Và chúng ta cùng chờ đợi những pha chọc đầu tiên rồi là đầy đủ công giáp. Vâng, vậy quả lại của ông anh gần hết rồi. Vậy ư? Làm gì? Chọc con ít máu đi anh. Hồng Anh đã có tên rồi nhỉ? Mà mới xuống là rồi. Vâng, Hồng Anh sẽ đóng những hàng về đây. Nhưng mặt này của Hồng Anh thì chưa kịp chuẩn luôn. Như vậy đây sẽ là hiểm địa của Hồng Anh. Vâng, cái nhà hai chưa 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 có. Đây là cái nhà chưa có. Vâng, nếu là tôi thì xong cái bóng ma này từ lâu rồi. Đấy, vâng, anh Hưng quay lại thì Hồng Anh đã kịp quay sang gõ rồi, khá đáng tiếc dành cho anh. Hai lạc đà đẩy lên luôn. Vâng, Hồng Anh thu hốc. Liệu có dân phía bên ngoài không? Đi cần phải đi dò lởn vởn và tìm lên 12 giờ kiểm tra xem có dân ăn hoang không. Đây. Có bóng nhà ở đây thì dường như chắc chắn sẽ có những con lông dân ở gần khu vực này. Ba mươi ba trên 32 bị đen. Công giáp BM đâu đây rồi, chưa được các bạn xem. Vâng, anh đã nghe thấy lời tôi. Đưa dân, vâng, đưa ngay quân đi để dò ra ngoài tìm ăn hoang. Lúc này trong anh thì bây giờ xác định là không vào được rồi. Đi cần phải trâu quân lên này thôi, trâu chém lên thôi. Lương cấp bánh xe chưa anh? Vâng, đang lên rồi. Vâng, chết vẫn ngờ giò, hơi phí. Vâng, không thấy gì. Vẫn quyết định đi hẳn lên để tìm. Đúng rồi, đây rồi, một nhà BG. Như vậy thì chắc chắn con lông dân của Hồng Anh vẫn còn gần khu vực này. Rồi thì chạy xa yêu rồi. Hẳn xong cái bãi quả này. Nhưng mà đã én đâu hết rồi. Gặp luôn. Chạy đi đâu còn sâu. Hương nhọn cực tinh. Đã có hai nhà. Sẽ phải đóng thêm một chiếc bét khu vực này để ăn được bố. Vâng, lông dân. Én đâu rồi. Là những tên đứng một con cung ở vị trí này hoặc vị trí này, ở vị trí này đẹp nhất. Bắn vào rừng hoặc bắn vào những bãi gỗ của ông anh. Ông anh đã là giáp 4. Căng, căng thứ 2. Đã là giáp 4 rồi. Vâng, quay tròn lại. Một lạc đà. Ông anh đang rất đông quân. Giờ của Hồng Anh giáp 4. Anh quá chắc cốp. Tôi thử kèn này. Vâng, Hồng Anh không còn lảng vảng khu vực đấy nữa rồi. Dường như là đã chạy về nhà và khoanh ruộng. Anh.
chỉ số dân Hồng Anh 26 và Gunny là 28, chỉ số Kin 73. Vâng, tham nay vẫn đang cân, Hồng Anh đang có dấu hiệu vâng đang có dấu hiệu hồi tham, cân lại tham với Hưng Nhột. Vâng, chuyển cung A rất chuẩn. Bài đúng bài là phải như vậy. Vâng, đúng bài là phải chuyển cung A khi mà lượng gỗ của Gunny là không nhiều. Đúng rồi, để mà chỉ lợi cho top 1 thì đúng là dễ xử bỏ qua. Vâng, lói láo là bị trừ ngay. Mình gà. Vâng, vẫn được cửa tới cấp trận số 2 nhá. Ruộng lương rất đều ấy. Dân sóc đều, Hồng Anh vẫn chỉ là 26 dân, còn gần như là 32. Tham nay Gunny đang đè, vẫn đang đè. Cần chú ý trong những tuần đi quân, bởi vì thời điểm này là thời điểm đi quân rất quyết định. Tăng A đi anh. Gỗ chỉ để tăng A thôi. Nên đã nâng cấp thật của ai rồi. Hồng Anh đang công nghệ. Và một tấn công rất to. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy pha đi đằng đà của Gunny rất hay. Giờ Hồng Anh nhiều cung thì cũng vâng chẳng kém cạnh. Chạy trong cái nhà lên giữ dốc đi anh. Chạy xa mà. Đừng ở đây để bị rỉa. Mất dần quân. Đừng để bị rỉa mất quân. Tuần này là tuần đấu cực kỳ quan trọng dành cho Gunny. Này hiện tại thì vẫn chắc chắn là đang cân rồi. Vâng, thậm chí gần như vẫn còn đè hơn. Một con ở đây sẽ đừng bắn bằng bắn vào những bãi rừng. Vào đây ăn dân. Đang đánh khá chuẩn và vâng mất dốc, coi chừng mất dốc lần này thì to rồi. Trận cung A sẵn ra thì rất nhanh, chủ nhà chỉ đơn giản thôi, còn những con lăng đà này sẽ là những con lăng đà đảo. Cung A 72 vâng, lại một trận thi đấu cửa thắng rất cao đến từ Gunny. Vào ngay trận phong 1 tỷ số là 32 game với Gunny. Chúng ta cùng chờ đợi và đến với trận thi đấu tiếp theo ngay sau đây. Xem tham 33 dân 29 của anh đúng là Phô Phô Lê Xi An chém chuyển cung là cực kỳ nhanh, lượng gỗ dồi dào.